Tết là đoàn tụ, Tết là chia sẻ. Thế nhưng dịch Covid-19 đã buộc nhiều người ở lại đón Tết tại nước đang sinh sống. Họ chuẩn bị đón Tết như thế nào tại Pháp, Nga, Hàn Quốc, Singapore và Úc? RFI tiếng Việt và 4 thông tin viên mời quý thính giả và độc giả cùng theo dõi. Cái lá này em rửa, chú ý ở cái cuống lá cho sạch lắm. Trong căn nhà ở ngoại ô Paris, chị Lại Ngọc Bích chuẩn bị gói bánh chưng tặng sinh viên khó khăn phải đón Tết xa nhà. Này, gạo thịt đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. 20kg gạo với lại 6 cân đậu và 10 cân thịt lợn. Tết đến, dịch vẫn còn, chị muốn gửi chút hương vị quê nhà với hy vọng các em phần nào bớt ngồi ngoài nhớ gia đình. Tôi có quen biết một số em sinh viên Việt Nam thì cái thời điểm này là cái thời điểm rất là khó khăn đối với các em, bởi vì các em phải bươn chải lo cuộc sống của mình. Thì tôi nghĩ là khi mà tôi gói bánh cho gia đình mình thì sẽ gói dư một vài cái là để tặng các em. Xong rồi sau tôi nghĩ rằng là mình có thể làm được nhiều hơn thế. Cuối cùng tôi quyết định là sẽ cố gắng gói 50 cái để tặng cho 50 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tự bươn chải kiếm sống, không có học bổng, cũng như là bị trầm cảm, bị ốm đau hoặc là có những cái hoàn cảnh đặc biệt. Và tôi nghĩ là một cái bánh chưng nó rất là nhỏ bé, nhưng mà tôi cũng rất mong muốn nó trở thành một cái món quà nhỏ, một cái món quà Tết ấm áp, có thể phần nào giúp các em quên đi được cái sự cô đơn lạnh giá cũng như là buồn bã nơi xứ người trong cái hoàn cảnh Tết đến xuân về mà xa gia đình. 59 chiếc bánh đã được chuyển tới các bạn sinh viên ngày 8 tháng 2 năm 2021, nhiều hơn dự kiến ban đầu của chị. Để thực hiện những cái dự định của mình thì tôi đã post ở trên Facebook của mình một cái bài nhỏ và nhờ bạn bè cộng với các em sinh viên mà tôi quen biết để giới thiệu. Khi đó thì đã được 36 suất nhận bánh rồi. Thì sau có một bạn là bên hội sinh viên Việt Nam đã giúp tôi lập danh sách và tập hợp thêm được 16 em nữa. Danh sách 50 bạn nhận bánh diễn ra chóng vánh trong vòng một ngày. Còn tại Nga, hàng năm có đến hơn 1/3 cộng đồng người Việt về Việt Nam đón Tết. Do dịch Covid-19 nên Tết Tân Sửu 2021 là năm người Việt ở lại Nga ăn Tết đông nhất, theo thông tin viên Hoàng Dung tại Moscow. Năm nay thì không ai về được, thành ra ai cũng nghĩ đến làm sao phải bù đắp cho nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà bằng việc tổ chức Tết cho thật là to. Thành ra là vào cái thời điểm này, có thể nói là các mặt hàng, thức ăn, thực phẩm Việt Nam thuần túy, đặc biệt là lá dong, tăng đến chóng mặt, rất là đắt. Theo như thông lệ truyền thống của người Việt ở Nga, trên cái bữa ăn cuối năm ấy, bao giờ cũng phải có đầy đủ tất cả các cái món ăn thuần túy của Việt Nam vào ngày Tết. Từ cái con gà trống thiến có đủ cả mào cả chân cho đến coi như lá bánh chưng cho đến hoa đào. Năm nay do không có chuyến bay cho nên là sẽ không có hoa đào và cây quất, sẽ được bù đắp bằng những cái cành mai, cành táo của Nga với những bông hoa đào, hoa mai được làm bằng giấy. Có thể nói là cái không khí chuẩn bị Tết của người Việt ở nước Nga rất là tấp nập và rất là đang hiệu nhịp. Còn tại châu Á, do các biện pháp hạn chế di chuyển, hầu hết người Việt tại Hàn Quốc ở lại đón Tết tại xứ sở kim chi. Thông tin viên Trần Công ghi lại một số cảm nhận của người Việt tại Hàn Quốc. Tết Nguyên đán, Seonlan là kỳ nghỉ lớn thứ hai tại Hàn Quốc sau Tết Trung thu. Đối với chị Thương và chị Hiền, lập gia đình tại Hàn Quốc, Tết Nguyên đán là dịp để đoàn tụ. Tuy nhiên, năm nay do dịch Corona-19, không đưa được các con về quê ăn Tết, chị Thương đã chuẩn bị một số món ăn truyền thống Việt. Không về được Việt Nam đấy thì chị cũng mua bánh chưng rồi làm giò, mua ít đồ như là miến mông, mực nhĩ, mứt Tết về ăn để cho nó có vị của quê hương. Chị Hiền làm dâu trưởng và sống với mẹ chồng, giống như ở Việt Nam, sáng mùng 1 Tết con cháu đến chúc thọ ông bà. Đến Tết thì nhà cũng sẽ mua những món truyền thống của Tết bên Hàn ấy, cũng chuẩn bị vào 30 Tết. Đến sáng ngày hôm sau ấy, các anh chị chồng cũng đến cùng ăn Tết với cả nhà mình. Buổi sáng thì họ cũng đặt một mâm cơm lên và họ cúng. Khi mà cúng xong ấy, các con cháu cũng thừa lộc. Thiện, một thanh niên làm việc trong ngành xây dựng, đón Tết xa quê với đồng nghiệp người Việt, nhưng bạn ấy luôn luôn tuân thủ quy định cấm tụ tập đông người. Dịch bệnh nên với tông em bạn Tết các ít người và nhỏ lại, không như mọi năm thì mình có thể tụ tập này rồi ăn uống này rồi đi chơi thoải mái này, đi mua sắm bình thường này. Nhưng năm nay do dịch bệnh cấm tụ tập đến 5 người nên cũng không được thoải mái như các năm cho lắm. Hàn Quốc là một địa điểm đón rất nhiều du học sinh Việt Nam và thường về nhà vào dịp Tết. Lần đầu đón Tết xa nhà trong bối cảnh dịch bệnh, Huy đặt mua một số món ăn truyền thống Việt Nam, nhưng với chàng sinh viên trường Đại học Khoa học và Quốc gia Seoul, điều quan trọng là phải luôn luôn giữ được tinh thần lạc quan. Nói chung là cũng không phấn khởi cho lắm.
Lý thì tất nhiên là năm ngoái 100%, năm nay không được 100% rồi. Mà mình vẫn sẽ phải enjoy với nó thôi, mình không có lựa chọn nào khác cả. Tết âm lịch tại Hàn không phải là một dịp lễ quan trọng như ở quê nhà. Tuy nhiên, với nhiều cô dâu Việt, mặc dù họ luôn coi Hàn Quốc là quê hương thứ hai, nhưng việc không thể đưa con cháu về Việt Nam để tận hưởng không khí háo hức, vui tươi của Tết Nguyên Đán thực sự đem đến những cảm xúc khó tả. Là một nước Đông Nam Á với đa số là người gốc Hoa, Tết Nguyên Đán là một ngày lễ quan trọng ở Singapore. Thông tin viên Quỳnh Nguyễn nói về không khí đón Tết tại đảo quốc Sư Tử. Năm nay, người dân Singapore đón năm mới trong dè dặt và cẩn trọng. Mỗi gia đình chỉ được phép đón tiếp 8 người trong một ngày. Mọi người sẽ phải sắp xếp lịch thăm viếng nhau cho phù hợp. Khu vực Chinatown đã được trang hoàng để đón năm mới, mặc dù không có hội chợ Tết và có rất ít các gian hàng bán đồ Tết. Vào dịp Tết các năm trước, nhiều người Việt ở Singapore đã về nước, đoàn tụ gia đình, chuẩn bị đón năm mới. Năm nay, cho dù chính phủ đã tổ chức nhiều chuyến bay cứu trợ đưa dân về, vẫn còn rất nhiều người không thể về được. Chị Mai Khanh qua thăm gia đình vào tháng 3 năm 2020. Chuyến đi dự định kéo dài 3 tuần đã kéo dài thành 1 năm và chị cũng chưa biết khi nào sẽ được về. Chị sẽ trải qua cái Tết đầu tiên ở Singapore. Nói chung là năm nay vì dịch bệnh nên không có về Việt Nam được, nên ở đây ăn Tết với gia đình của đứa em gái. Thì thấy Tết ở bên đây thì cũng nhộn nhịp, người dân rồi cũng mua sắm bông hoa, nhà thì mình cũng mua đào, mua cúc để trưng để cho thấy không khí Tết. Rồi thì nhà thì cũng gửi đồ ở Việt Nam qua, nào là bưởi nè, hạt dưa, hạt bí, bánh tráng, nói chung là đủ các thứ mứt rồi. Nhất là mứt chùm ruột nữa nha, mứt dừa. Các nhóm bạn tụ tập để làm bánh chưng, bánh tét chung với nhau. Chị Mai Khanh cũng chuẩn bị một vài món ăn truyền thống ngày Tết. Trước Tết á, thì mình sẽ làm củ kiệu, dưa món, dưa cải, kim chi. Rồi gần Tết á, thì khoảng 28 Tết á, là mình kho thịt kho trứng, rồi măng nấu giò heo. Rồi 30 thì làm khổ qua, cá thác lát. 28 thì mình đồng mình gói bánh chưng, bánh tét. Rồi trước đó nữa thì cỡ 26 thì nhà thì cũng làm bánh, bánh thơm. Ai không muốn tự làm các món ăn đều có thể đặt mua dễ dàng. Có nhiều gian hàng tạp hóa của Việt Nam nằm rải rác ở Singapore. Ngược xuống Nam Bán Cầu, thông tin viên Hoàng Hằng tại Sydney mời quý thính giả đón Tết Nguyên Đán ở Úc trong ánh nắng hè chói chang. Úc đã và đang trải qua một năm đầy khó khăn và bất ổn. Mặc dù vậy, không khí tấp nập bán mua vẫn len lỏi trong từng gian hàng ở các khu chợ Việt như mọi năm. Những hương sắc ngày Tết sum vầy, đầm ấm, thiêng liêng vẫn được các gia đình Việt gìn giữ và phát huy bằng nhiều cách khác nhau. Với gần 300.000 người Việt sinh sống chủ yếu ở hai thành phố lớn Sydney và Melbourne, hội chợ Tết là một trong những sự kiện văn hóa đặc trưng mang ý nghĩa kết nối cộng đồng dành riêng cho bà con người Việt tham gia đón Tết hàng năm. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của virus corona và vẫn phải tuân thủ các biện pháp giới hạn, nhiều sự kiện cộng đồng Việt Nam bị hủy bỏ hoặc thu nhỏ quy mô tổ chức hoặc được chuyển sang hình thức trực tuyến. Tại Sydney, mong muốn duy trì, tôn vinh bản sắc truyền thống Tết Việt và thúc đẩy gắn kết mối quan hệ cộng đồng, lễ đón xuân sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng vào ngày 13 tháng 2. Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales cho biết. Tuân thủ theo lệnh của Bộ Y tế đưa ra về những cái nạn đại dịch đó, thì chúng tôi không thể tổ chức được hội chợ Tết như bình thường với một cái quy mô lớn như hàng năm. Nhưng mà vẫn giữ được truyền thống không khí của chợ Tết thì năm nay thay vào đó thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi lễ đón xuân. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, những trang trí thật là lộng lẫy, không khác gì những năm trước của dịp Tết thì năm nay chúng tôi cũng làm tương đương như vậy với một mô hình nó nhỏ hơn. Tuy nó không có kém phần quan trọng, cũng đầy đủ tất cả những yếu tố để cho đồng hương đến cảm thấy được có một cái mùa xuân khá là trọn vẹn trong một cái mùa đại dịch này. Tại Melbourne, nhóm các nhà lãnh đạo trẻ cộng đồng người Việt Victoria đã nỗ lực mang linh hồn của mô hình hội chợ Tết hàng năm vào chương trình hội chợ Tết Tân Sửu trực tuyến phát sóng 6 và 7 tháng 2. Ngoài ra, dù phải tuân thủ các giới hạn, cộng đồng Việt không kém phần háo hức chờ đợi tham gia một số chương trình văn hóa đa sắc tộc sẽ diễn ra khắp Úc Châu bắt đầu từ tuần thứ 2 của tháng 2.